Một là bà đưa 3 triệu tôi sửa xe, hai là tôi lấy cái xe cà tàn này của bà. Cái xe này mày bảo sửa xe hết 3 triệu, mày bảo tao cút đấy. Cút này, không những tao bắt mày quỳ xuống xin lỗi mà tao đập nát cái xe đấy. Tự bà ta đi đâm vào tao, tao chả có gì mà phải đền. Sao nhân cách của mày thối hoắc ra, mồm nhả toàn phân đấy. Mày. Ôi giời ơi. Này con mụ kia, mắt mù à mà không nhìn thấy đâm vào xe người khác thế? Xước xe rồi đây này, bây giờ đền đi. Tôi làm gì có tiền, với lại đây là vết xước cũ mà. Chính bà là người đâm vào xe tôi nên bà mới xước như này. Bây giờ tôi không cần biết, đến 3 triệu để sửa cái này đi. Tôi đào đâu ra từng ấy tiền, tôi lăn lộn cả ngày mới được mấy đồng lẻ. Hay cô cầm tạm cho tôi. Bà điên à? Bà nghĩ mấy cái đồng bạc lẻ này của bà mà sửa được cái xe tôi á? Này, một là bà đưa 3 triệu cho tôi sửa xe, hai là tôi lấy cái xe cà tàn này của bà. Tôi xin cô tha cho tôi. Chả có xin xỏ thế. Này của em, hãm chó quá rồi đấy. Mày thằng nào thích xíu chuyện người khác thế à? Tao là ai mày không cần biết, nhưng mà nhìn mày cũng có vẻ học thức đấy. Thế sao nhân cách của mày thối hoắc ra, mồm nhả toàn phân đấy. Mày, chuyện này chưa đến lượt mày liên quan đâu, cút từ chỗ khác. Từ nay đến giờ tao chứng kiến hết rồi. Mày nhìn cô ấy đi, cô ấy có đáng tuổi cha tuổi mẹ mày không mà mày hành xử như thế hả? Này, tao đã bảo đây không phải là việc của mày, cút ra chỗ khác. Cái gì? Mày bảo tao cút đấy hả? Cút này. Cái xe này mà mày bảo mày sửa hết 3 triệu, mày định lừa ai hả? Cô ấy làm xước xe của mày, mày làm cô ấy chật tay, thế bây giờ mày tính bồi thường như thế nào? Này, tự bà ta đi đâm vào tao, tao chả có gì mà phải đền cả. Này, tao không phải biết nhá. Nếu mà mày không đền bù cho cô ấy, không những tao bắt mày quỳ xuống xin lỗi mà tao đập nát cái xe đấy. Thôi cậu ơi, tôi xin cậu, cậu tha cho người ta đi. Mày đấy chưa con danh con, cái loại mất dạy như mày ấy, mà người ta vẫn còn xin cho mày này. Đàn bà con gái nứt mắt ra là ích kỷ, sống lươn lẹo. Lần sau đi ra ngoài đường đi tử tế vào, còn nếu không biết đi xe thì ở nhà luôn đi. Cút. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Không có gì đâu cô ạ, việc nên làm thôi. Cô có sao không ạ? Tôi không sao, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu.